đã đóng cửa bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Đây là một cái tin mà mới nhất mà hôm nay mình qua đây mình mới nhận được. Và cái thông báo này thì bây giờ cấm tuyệt đối tất cả du khách bước vào gần khu nhà nghỉ này thì sẽ bị đuổi ra ngoài hết các bạn. Ở bên trong của ngôi nhà này thì có cả công an, người ta đứng ở trong đây, người ta can không cho người du khách đi vào bên trong, kể cả chủ nhà thì cũng không thấy đâu luôn các bạn ơi. Một điều rất là bất ngờ luôn, thì mình cũng không dám đứng gần đấy. Cho nên là bây giờ mình mới chạy ra đây để mình quay video cho bạn cùng xem, để cho tất cả bạn ai muốn lên đây tham quan, ai muốn lên Hà Giang để du lịch thì các bạn biết được cái thông tin này. Có những cái chiếc xe ô tô đậu ok nhưng mà họ cũng không cho vào đâu các bạn, vì bên ngoài có công an người ta canh giữ, họ không cho vào. Thì đây là một cái điều mà mình không biết là có vấn đề gì về khách sạn này. Dạo trước thì tình hình cũng đã quay trở lại như lúc ban đầu rồi, không còn cấm du khách nữa. Khách vào đây rất là đông nhưng mà kể từ ngày hôm nay thì khách đã không còn được phép vào trong kia nữa các bạn nhé.